Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Cái đang ở nhà em Cơ. Hôm nay thì em Cái vào đây cũng mua bao gạo về cho gia đình em Cơ. Vì hôm trước cũng mua được 2 bao về nhưng mà do bà con cũng ra giúp ấy, rất là đông ạ. Cái phần nhu yếu phần của gia đình nhà em Cơ cũng ăn hết rồi. Thì hôm nay em Cái tiếp tục mua bao gạo về nhé. Tiện là hôm nay vào thì tí nữa sẽ cập nhật sơ qua cái nền nhà. Thì hôm trước em Cái vào thì bà con cũng đã bảo là cố gắng sẽ giúp hoàn thiện cái nền nhà ấy. Không biết là xong chưa ạ? Nếu mà xong rồi thì em Cái sẽ bảo vợ chồng em Cơ ấy, mình tranh thủ mở lại cái con đường hoặc là sửa xa cái chỗ đường ấy. Tới này mà hôm nào ấy, sắp xếp cái trường nắng thì mình có xem mua vật liệu vào, tập cái vật liệu vào thì ví dụ mình thuê họ chờ cũng phải cái phần đường ấy, sửa sang thì mình cũng là trong gia đình ấy, vợ em Cơ cũng phải mình phải sửa cái con đường. Trước mắt thì hôm nay em Cái vào đây. Đây là cái chiếc phần chính là nhà ấy. Chính là nhà của em Cơ ấy, để mua bao gạo này. Cái phần chi tiêu mua hết bao nhiêu thì sẽ ghi cái phần đầu video nhá. Đây. Hôm qua thì cũng mưa vừa to. Ui ôi, cây ngô đổ hết rồi. Đổ hết rồi. Ôi, chào em Cơ. Vâng. Ui ôi, hôm qua ở đây sao mà mưa to gió lớn à? Gió to mưa to. Cũng có hôm qua cũng em ở dưới kia làm đổ hết thế rồi. Đổ hết à? Đây đây, đây nhá. Quý bác nhá, đây đổ hết. Chắc là năm nay thì mùa vụ của bà con ở khu này thì không thu hoạch được rồi. Cái nương này của ai đấy? Của bạn. Của nhà ông này à? Vâng. Thế ngô mà cây ngô mà đổ như thế này thì không thể thu hoạch được rồi. Không được đâu. Em vừa đi đâu về? Em cái sửa đường này. Thôi đau chân thì không làm nhá, bảo vợ làm thôi. Vợ mình thôi, mình làm. Ừ. Thôi ví là gạo thì để đâu? Để nhà này. Hôm nay thì anh vào đây anh lại tiếp tục ấy, trích cái phần quý là nhà để mua gạo về cho gia đình ấy. Ôi, chè em, cứ chê nào? Chè thế ngon nhá. Thế gạo để đâu ạ? Để kia. Hôm trước là 2-3 gạo anh mua vào chắc cũng ăn hết phải không? Còn mỗi ý thôi. Còn mỗi ý thôi. Thế thì anh mua vào đấy. Vì anh biết là gia đình em ấy thì cũng đang bà con ra giúp thì gạo thì mình cũng phải mua vào. Thế cái nền nhà hôm trước thì anh có chút việc bận đấy, anh về trước rồi nhưng bà con cũng ra giúp mà sang làm hết luôn à? Hết luôn rồi mà. Hết luôn à? Vâng. Thế đưa anh đi vào xem rồi. Vâng. Thế cả nhà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi? Nó đi làm. Cái đường đấy. Thôi cái phần đường thì em chân chưa đỡ thì em cũng hạn chế làm nhé, bảo vợ ấy, vợ với con ấy. Mình từ từ đừng vội làm ấy. Không mai trượt chân này không thế nào à, đây đây nhá, cái chỗ này thì em Cơ dự kiến mình sẽ mở con đường ạ. Tới này mà ví dụ mình thuê ấy, bà con ai chở vật liệu thì có thể chở thẳng vào nền nhà luôn, mà tới này thì là cái con đường hàng ngày gia đình em Cơ ấy đi lại. Để. Cái phần đất mình em mở như thế này thì chắc là chú vẫn cho phải không? Xin đấy. Xin à? À đúng rồi. Đây khu này cũng rất to. Ủa bên kia là bên nhà dính. Ô sao bên kia nghiêng xuống hết rồi, đổ hết rồi nhỉ? Đổ hết, nhìn nhau hết. Đây ạ, cái khu ở nhà anh, em dính nhất, đối diện nhà anh dính này, ngô lan xuống hết rồi. Khu dạo này chắc năm nay thì bà con khu này thấy mất mùa rồi. Đi cái mảnh nước của em dính cũng hết này, nghiêng hết. Ô, sợ thật nhỉ? Gió to mưa to. Gió to mưa to hả? Vâng. À, ôi, cái chỗ này cho em lại ấy à, lại sang sang à? Ở đây sang, tập thẳng. Sang cho nó bàn thẳng luôn hả? Bàn thẳng. Nhưng mà tới là mình vẫn còn ấy mà em, vẫn còn đào ấy. Vâng. Tới là vẫn đào móng xong thì đất ấy, đất sau này vẫn còn rồng để kính này nhà không thể là mình làm nguyên như thế giống như nhà mong mình đâu. Mình còn đào móng xay lên cao, đổ dần này. Vâng. Xong tới này còn lấy đất để ấy nhá. Vâng. Rồi cái mặt bàn nhà tới này mình phải đổ cái dần nó cao tầm 20 phân ấy. 20 phân ấy. Ừ, nhá. Vâng. Rồi trước mắt là vợ chồng em Cơ hôm trước thì bà con cũng ra giúp làm hết rồi. Còn cái phần này hơi dốc tí thì em Cơ hai vợ chồng bảo cứ tự sang trước. Để đây ạ, cái chú nhà nền nhà của em này cũng khá rộng. Ủa, đổ hết chỗ nào đây ạ. Có cái gì ăn quý bác nhá, không phải là mỗi một bên đấy mà công nhất tối hôm qua khu nhà em Cái cũng mưa to gió rất là lớn nhưng mà ngô cái khu đấy lại không ấy. Cái chú này này, chú này là chống cái gió hay không? Ừ, đúng rồi. Ồ, cái này có khi là nếu mà mình có bò phải có bò thì đi chặt về bò thôi. Ừ, không có bò thì cho người ta, có bò lấy cho bò. Cái mảnh đấy là mảnh đấy của ai? Của em đấy. Mảnh nước của em luôn á? Vâng. Ồ, đây ạ. Thế rồi, em mới có bà này thôi. À, nương em chỉ có mỗi bà này không? Bà này thôi. Ồ. Năm nay có cái gì ăn sao nhé? Đây ạ, em Cơ cũng đang lo nhất là cái ngô của em Cơ ấy. Năm nay không biết là mình sẽ thu hoạch mà có cái gì để ăn quanh năm.
vì cái chú ngô nương của em Cơ ấy, thì đúng cái vừa đợt mà với hôm qua mưa gió to vào ấy, thì đúng cái đợt mà ngô đang chuẩn bị trầu cờ phải không? Ờ, đúng rồi nhá. Rất là nặng. Đúng rồi. Nó chưa ra hoa mà nếu mà nó ra hoa một phát thì nó sẽ nhẹ hơn. Ừ, ra hoa thì nó nhẹn tí. Chưa ra hoa thì bắt đầu gió nó chỉ quạch một tí xong mình đổ hết. Đổ hết luôn. Ồ, thế dạ, cái khu của em cái thì đây, những mảnh mà ví dụ nhá, trồng ngô lai này hoặc là đã ra hoa hết rồi nó lại không vấn đề gì nhá, không sao. Trừ khi mà những mảnh mà bên kia này, những mảnh mà không chưa ấy, chưa ra hoa ấy, thì mới ngả nó nghiêng hết, nó lan hết xuống đất này. Ồ. Có bò thì cắt cho bò. Ờ, chỉ có chặt cho bò thôi, xong thì chắc mình đến tầm khoảng ê, tháng 6 âm thì bắt đầu tiếp tục trồng vụ 2 thôi. Ờ đúng rồi. Ờ, mình trồng vụ 2 thôi. Có tiềm muôn. Bây giờ vụ này thì không tính nữa rồi. Ừ. Thôi chắc là để hôm nay em cái vào đây thì tiện cập nhật sơ qua cái nền nhà của em Cơ. Nền nhà em Cơ thì cũng đã hoàn thiện hết rồi. Chỉ trông chờ coi như là sắp xếp cái thời gian thì tìm được anh em thợ vào thì cũng sẽ đô đạt để gọ vật liệu vào. Thì hôm nay tí nữa sẽ có cái chỗ đoạn đường nào. Đoạn đường ấy, cái phần đường thì mình gia đình mình tự sửa sang nhá. Tí nữa đi sửa đường ở bên trên đấy. Sửa đường xong thì mấy hôm ấy trời nắng hoặc sắp xếp thời gian tìm được anh em thợ thì có thể thuê họ chở vật liệu vào đây. Để em cái cũng sẽ đi trên. Bây giờ cuốc này của bà con hay là của ai đấy? Của bà con làm. Bà con làm để đây hả? Vợ để đây tí nữa. Tối là 3 giờ nóng, 3 giờ là cái này chỗ này hết. À. Ý là cái chỗ này thì gia đình vợ em Cơ tử sang cho nó bằng phẳng thôi. Tới là mình còn đào móng nữa, tới đây ví dụ mình còn đào móng đất thì vẫn còn đổ vào đây nữa cơ. Chẳng qua là em Cơ gia đình nó tự san cái chỗ này bàn phản để cho cái chỗ mà hơi lồn lõm này, chỗ nào mà lồn lõm nó thớt thì mình có thể đắp vào. Nóng thật, ở đây cũng nóng. Nóng, đây mưa xong nó nóng. Nóng năm nay thì thời tiết mưa thất thường ấy, ví dụ tối hôm qua hoặc là mưa trong buổi sáng thì lại buổi chiều lại là nắng, tối lại tiếp tục mưa. À đúng không? Gia đình mình tức là đang chuyển ở nhà chú ấy, thì nhà cửa mình cũng giúp dọn dẹp đó nhỉ? Dọn dẹp bệnh ở bệnh lắm. Đúng rồi, tuy không phải nhà mình nhưng mà mình ở đây thì mình cũng phải quyết dọn. Mình ở đây thì mình rõ. Ừ, em Cơ là cũng rất là chịu khó chăm chỉ ấy, quý bác nhá. Và ở nhà chú hay cô chú cũng đi làm hết thì cũng giúp quyết dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thế này. Em Cơ em đi đâu luôn về lấy nhá. Cái xe này về. Đừng có mà bỏ cái xe này đi ấy. Thì chân mình chưa đỡ rồi. Hay là khi mất rồi mẹ. Nó xe trở trong đó mình cứ làm bằng. Thôi cái chỗ này cứ dọn tí dọn sao? À, tới này xe phải qua đây phải không? Qua này đi. Xe qua đây thì thế mình dọn mình bắt đầu làm cái chỗ này đi không? Đây chỉ cho một thẻ tạt là nhé, thẻ tạt. Thẻ một thiệt. Rồi. Dọn mình dọn trước. Cái này mình dọn trước rồi em Cơ nhá, em đau chân thì em không ấy không? Ừ. Từ bảo vợ dọn để một gọn một góc này không? Muốn cho một chỗ ít thời gian làm cho đấy. Thế dọn sang góc kia đi. Thì tiện thẻ vào đây cũng giúp sửa tường một cái đoạn này ấy, đất bùn này đất cỏ cao thì lúc mà cầm cho chắc cuộn vòn nhé, em cứ để gấp để cho gọn đi nhá, mai kia mình có kéo nước vào ấy. Cháu già cháu về nhé bé. Mình đi sao đi chứ nào. Để đây để phơ, tiện để đây xong rồi phơ. À cái chỗ này cỏ này cắt rồi phải không? Cắt rồi, cắt xong. Ý là cái chỗ này cỏ dận hơi cao thì mình cái cuốc này cả cào một tí đâu. Đó mà bây giờ thì ở bên. Chỗ nào có đá thì mình cũng thế đây thôi, dọn đi. Mà cái chỗ nào có ví dụ ở bên kia có đất bùn đấy, cào hết. Hả? Nó bố chạy chạy cho bố đi ngủ ít khó thôi. Cho nên ý chả ở bên nông là chỉ đồng ý này. Mình có chú có sớ. Không gì. Nha.
Đây, củ này là củ tưa. Em cơ nó lấy về. Mình cũng tiện là lấy ra để một gọn một góc này để phơi ấy. Lúc nào khô thì còn đổ đu. Đấy, cái củ này trước kia ở cái nhà cũ của em cơ ấy. Đau chân thì cứ từ từ nhá, làm nhẹ thôi. Đừng có mà vô làm là công việc nặng quá sau này ấy. Nó mà không làm nó mà mội vợ mà mình làm. Biết rồi, biết là vợ em cũng thưa vợ rồi nhưng mà thôi cái gì thu đừng có vội làm sướng. Vâng. Đúng không? Vâng đúng rồi. Cả cào là cái này. Cái chú cỏ cỏ nào giận này là cái gì cào qua thế. Ở chú này nhá, nếu mà mình có làm lúa ấy, coi như có thóc thì có thể dọn hết xong thì tới đây phơi thóc ở đây được nhỉ? Vâng. Nhưng mà nhà em có làm dựa không? Không có à? Các mình ở trên đồi này không có đất để làm ruộng được hả? Không có đâu. Mấy cái hộ anh em ở bên dưới đường cái cũng chắc cũng có làm ruộng bên dưới được hả? Ra đây, lấy để con nát của không ăn. Con nát của mình. Con này. Cào gọn gà ấy, xung quanh. Tuy nhà gia đình cô chú này không ở nhưng mà mình cũng giúp vệ sinh ấy, vệ sinh luôn. Em cào mỏng đấy, cào cốt cỏ đấy, cỏ cho hả? Đứa cái lùa. Nhiều thế thì nó mới cào tết quá. Em cơ ạ, đau chân thì từ đó. Nói chung là đừng vội làm ấy. Làm nhẹ đấy. Bắt kéo ạ, bê ra từ từ đi. Thì cái bát làm được chưa? Có những cái khó gì nào? Ốc tư thì vậy. Em cơ à, em làm từ từ thôi nhá. Mình chân chưa khỏi rồi. Đừng có bộ làm đây. Cào cái đất bùn đây. Thì chỗ nào mà có đất bùn thì cào ra thôi. Thế này vật liệu và trên xe máy là con ai chở thì có thể đi qua đường này. Đi vào nhà em cơ. Thì là sửa sang bên kia nhỉ? Sửa sang đến bên đường to, đường rộng kia nhỉ? Vâng. Thì chúng ta phải cao. Chỗ nào phát được thì dùng con dao phát. Mình chỉ sửa đến cái đoạn kia đâu. Bên kia thì nó rộng hơn ạ. Mình con đường bên kia thì cũng là rộng tầm 2 mét thì không cần phải sửa nữa. Thì chỗ này hơi hẹp, mình phát cỏ này, sửa ra. Chỗ này em cứ lấy con dao để phát thôi, phát cái cỏ đi thôi. Nếu muốn tải thì mình tải một chỗ này. Thank you.
làm như thế này không có cái cỏ này. Thì chỗ nào cỏ cao giận quá thì cắt đi. Em làm từ đấy nhá. Thế đâu đau chân thì mình cứ cắt về nhà thôi. Đào hết ra nhá. Đất đây, cái đất cũng nổi nhá. Bây giờ thì anh em cũng đã đi sửa cái con đường đi vào cái bên kia được rồi ạ. Các cháu cũng đang về sửa đây. Thì chỗ này thì em cơ ạ, mấy hôm nào mà xe vào thì mình sẽ lấy đất lấp vào nhá. Vâng. Chứ có xe vào thì cứ tả thờ để làm ránh như thế này. Vâng, lúc nào xe về trở về thì anh lấy đất. Đó, mình làm đất, làm ít đất vào thẳng thôi. Bây giờ mình từ từ đừng có vội. Mình mà mình lấp đất có khi mưa vào nó lại không có ránh nước thoát đây. Vâng. Có tè xong ấy nhờ. Em cơ là em cái cũng nhát, bảo là em đừng có làm. Nhưng mà nói chung là em bảo là vợ của mình ấy, hoặc là cháu già nó giúp làm thì nó lại không được nhanh ấy. Thì cũng muốn giúp vợ để làm nhanh mọi công việc. Nhưng mà công việc nhẹ thôi, công việc nặng thì em cái cũng nhắc nhở em cơ là dặn dò. Còn nếu mà vội làm, vội làm quá thì không may ấy, có cái gì không xảy ra thì rất là phức tạp, khổ ạ. Thì cũng được các cô bác hỗ trợ cái khoản tiền rất là lớn là đi tận Hà Nội để chứng được cái bê chân của mình. Thì mình cũng hay luôn luôn để giữ cái bê chân ấy. Bây giờ chắc là các cháu với em cơ em rửa tay chân xong thì vào bên trong nhà em cái sẽ tâm sự coi như hỏi một số điều với gia đình em cơ. Em ạ, thì hôm nay thì anh cũng vào đây tiện thì coi như là cập nhật sơ qua ấy. Cái nền nhà của em thì cũng gần hoàn thiện rồi. Đường thì mình trước mắt thì mình sửa sang như thế. Rồi để mấy hôm anh Ngọc hoặc là em Dưa ấy để em tìm được anh độ thợ này sắp xếp cái thời gian. Không biết là mình sẽ anh em cũng tính dự tính ấy để đưa em đi khám trước xong ấy về mới bắt đầu tiến hành làm nhà hay là làm nhà vừa đưa đi khám cái này thì anh cũng không biết. Thì anh chị coi như là vừa tâm sự vừa báo cho em biết như thế. Để cho nhưng mà cái công việc nặng quá thì em đừng có vội làm nhá. Tớ này nghỉ nhưng mà hôm nay không có anh tham vợ vừa một mình làm đâu, vợ mệt lắm cùng sửa cái đường này. Anh cũng biết là em rất là thương vợ thật, nhưng vợ cũng rất là thương em, nhưng mà cái công việc đấy mình không thể làm ngày hôm nay hết vào, vẫn tính làm lâu dài nhá. Cái bên chân nhưng mà không may có khi mình trượt hoặc là lại ngã lần nữa thì rất là khổ. Mà lần này đấy này nếu mà không may ấy, có cái điều gì xảy ra thì sau này đi không thể sửa được nữa rồi. Nhá. Mình nói chung là mình hay luôn luôn phải phòng an toàn là trên hết mà. Nhá. Đúng rồi. Thế là anh cũng vừa dặn dò em vì hôm nay anh vào anh thấy em cũng giúp vợ nhiệt tình thế này, anh cũng biết là em cũng rất là quan tâm vợ rồi, nhưng mà
biết là cái bên chân của mình nghe chưa đỡ chưa lành hẳn, đúng rồi, công việc nặng nhọc thì mình đừng có vội làm, mình làm được đến đâu thì làm thôi. Tốt nhất thì em sẽ đi tập nhé, tập đi cái chỗ nào phả phẳng nghe, thì đường này, nền nhà cũng hoàn thiện. Hôm nay vào đây em cái vào đây thì nói chung là đường ấy, tiện là hôm nay cũng bà con cũng ra giúp mà cũng không có gì, thì vợ con em cơ cũng ở nhà ấy, thì mình cũng sửa sang trước cái bà và tiến hành khởi công làm nhà của em cơ thì không chú biết. Để cái này anh Ngọc và em Dưa anh em chắc muốn dự tính là đưa em cơ đi khám lại lần nữa, xong về cái quý ấy, còn bao nhiêu thì mới tiến hành làm, hay là vừa đi để làm nhà vừa đưa em cơ đi, cái này thì em cái không biết ạ. Cái này cũng phải cân đối ra cái nguồn quý các cô bác gửi đến, vì cái nguồn quý ấy cũng đi chứ chân thì hoặc là cũng là nhà trước kia cũng trích ra 10 triệu để trả nợ nữa rồi, thì chắc cũng không biết là còn bao nhiêu, thì anh em cũng sẽ bàn bạc xong thì mình sẽ tính ấy, tính ra sẽ làm thế nào. Chắc kiểu gì cái nhà của em thì chắc cũng phải thuê rồi. Nhà của em thì vì em cũng không thể đi xe được này, chân em như thế này không thể đi nhờ suốt ngày nhờ bà con được. Đúng rồi, nhờ hai ngày một người nó ra đây, hai ba ngày nó có việc nó ra đây làm cho mình. Đúng rồi, thì chỗ em chắc xác định cũng phải anh em cũng bà cũng ra như cũng phải thuê rồi. Vì nhờ thì sau này hoặc là em cũng không có xe mà em cũng không thể là suốt ngày đi chờ được. Đúng rồi. Chị chắc cũng nghĩ là sẽ là tiền ấy, cái quý còn thế nào thì mới thuê khóa luôn cho họ trợ vào. Vì em cũng đau chân này mà mình nhờ thì cũng cơm nước cũng như nhau thôi. Đúng rồi. Đây cái tiền để coi như là đi mua xăng này, để mua thịt thức này, ăn này, thức ăn này các kiểu cũng chi tiền cũng thằng mình khoán nhau hết. Nếu mình khoán hết họ chở xong họ có thể ăn. Đấy là nó sẽ sản phẩm coi như thoải mái hơn. Mà cái này nhá em cái nó như thế này vì nhờ bà con cũng sẽ đến giúp thì nó không thể giúp được 2-3 ngày hoặc cả tuần được, mà sau này ví dụ mình còn đi trả công nữa cơ, không thể là mình nhờ không xong thì cơm nước đổ sang xong thì sau này đi trả công ạ. Thì thằng mình thuê cái chỗ này thì em cái cũng biết mà, cái này ví dụ làm nương gia đình nhà em cái mình đi thuê thôi, thuê họ làm xong thì sau này họ làm mình dùng mình bận không đi trả, họ cũng chả có nhờ đến mình cả. Nhưng mà coi như làm nhờ công với nhau thì toàn là phải đổ công ấy, đi lại lại nhá. Bây giờ vợ con các cháu thì cũng được nghỉ hè rồi, thì cũng mùa này ấy, mưa cũng hay to, nước suối ấy, dân cư cao nhá, cũng bảo ra các cháu không cho đi vào dưới suối nhá. Vâng, ở nhà đâu không cho. Vì trước kia em cũng đi ra đi chú chân ấy thì cũng thấy cháu sông này, cháu già hai cháu cũng đi câu cá. Thì anh vào đây cũng gặp ngoài đường rất là mai anh về gọi vợ em ấy. Mình cũng đi tìm hai thái cháu đang chơi chơi đấy, nhưng mà lúc đó thì mưa chưa dần to cái ông ấy to sợ lắm. Sợ nhất là cái con suối ở dưới này. Con suối con sông ấy, cái con sông ở dưới này xong là nước nó mùa này hay mưa to ấy, thì nó dâng lên cao ấy. Đúng rồi. Có một cái đợt ở đấy nữa thì rất là sợ, chỉ con là cái mùa này. Lúc mưa to ấy thì cũng bảo các cháu đừng có mà đi ra ngoài nhá. Không may với cái chỗ đồ núi đất này hay bị sạt lở này, nước cuống các kiểu rãnh nước này cũng rất là khó khăn ạ. Cái này thì em cái cũng hộp thôn cũng tuyên truyền bà con mà cũng hôm nay tiện vào đây ạ. Cũng dặn dò em cơ ạ, vì các cháu đang trong cái thời gian nghỉ hè, sợ nhất là có một cái điều gì không may các cháu hay đi chơi ấy, thì mùa này hay mưa thôi. Chắc bây giờ thì nhá, em cứ và tiện ở nhà thì thỉnh thoảng mình cứ tập đi nhá. Anh thì cũng có chút công việc bận, anh còn đi rồi. Chắc bây giờ em cái có chút công việc bận, em cái cũng xin dừng video tại đây ạ. Xin chào quý vị khán giả ở video tiếp theo.